Ngày 14 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hai dự luật thành luật. Đạo luật đầu tiên có tên gọi là kiểm soát hoạt động của những người chịu ảnh hưởng từ nước ngoài. Còn đạo luật thứ hai là về việc sửa đổi Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự của Liên bang Nga. Giới quan sát Điện Kremlin cho rằng đạo luật về sự ảnh hưởng của nước ngoài là quá mơ hồ và làm tăng đáng kể quyền lực của chính quyền đối với các công dân và tổ chức tại Nga. Giờ đây, về cơ bản, ai cũng có thể bị coi là nhân viên của nước ngoài. Thế nào là ảnh hưởng của nước ngoài? Nếu ai đó nghe đài VOA, liệu họ có đang chịu ảnh hưởng của nước ngoài hay không? Những đạo luật mới ra đời mở rộng danh sách những người làm việc cho nước ngoài, thêm vào người dẫn chương trình truyền hình Tatiana Lazareva, blogger Maxim Katz và Veronika Beloshekovskaya và một thành viên của đảng đối lập có tên Ilya Yashin, người đang bị giam giữ vì lên tiếng chống lại cuộc chiến tại Ukraine. Ilya Yashin là một nhà hoạt động chính trị có tiếng, vậy nên rất nhiều sự chú ý đổ dồn vào ông ấy. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có hàng chục trường hợp tương tự như vậy. Chỉ tính từ 24 tháng 6 cho tới 24 tháng 7 thôi, đã có thêm 13 người bị truy tố vì tội lan tin giả. Kể từ khi cuộc chiến nổ ra, đã có 75 trường hợp như vậy, trong khi đạo luật này mới chỉ được ban hành vào hồi tháng 3. Đạo luật thứ hai về tố tụng hình sự mà Putin ký vào ngày 14 tháng 7 coi việc gia nhập hàng ngũ kẻ thù trong thời gian hoạt động quân sự là tội phản quốc với mức án tối đa là 20 năm. Một người, dù cho không nắm trong tay bất kỳ thông tin nhạy cảm nào, cũng có thể bị buộc tội phản quốc hoặc làm gián điệp. Petoskina nói rằng kể từ năm 2017, việc buộc tội các nhà khoa học phản quốc đã trở thành một xu hướng ở Nga. Năm 2021, Viktor Kudryashev, một nhà nghiên cứu tại một trung tâm tên lửa và tàu vũ trụ của Nga, đã chết trong khi bị điều tra. Còn Dmitry Kokhor, một nhà khoa học từ Novosibirsk, bị bắt vì tình nghi phản quốc, bị đưa từ bệnh viện đến trại tạm giam và chết sau đó 4 ngày vì bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Tôi có một thân chủ, ông ấy đang ở trại tạm giam. Ông ấy tên là Valery Kalugin và sắp bước sang tuổi 70. Năm 2018, ông tham gia một dự án quốc tế được Tổng thống chuẩn thuận. Một phần công việc bao gồm thiết kế một chiếc máy bay siêu thanh, một chiếc máy bay dân dụng, không phải quân sự. Vài năm sau, Sở An ninh Liên bang đến nhà cáo buộc ông ấy tội phản quốc. Chính quyền Nga cho rằng những thay đổi về mặt pháp lý này là biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ Moscow khỏi tầm ảnh hưởng của ngoại bang, đồng thời duy trì tình hình an ninh quốc gia trong thời kỳ chiến sự.